Cường ơi. Anh Cường. Em Thắng đây. Ôi, mới lâu quá không vào gặp thăm anh. Dạ vâng, anh khỏe chứ? Anh khỏe. Hồi đến tháng này em gặp lại anh. Thế à? Anh đang chuẩn bị đi đâu à hay là nào? Đâu, ngày hôm nay anh rảnh một chút xíu cho nên anh tranh thủ làm đẹp. Dạ vâng. Chăm sóc bản thân một chút xíu. Cái sản phẩm này thì em cũng thấy anh nói nhiều rồi nhưng mà anh cách dùng này như nào? Em thấy anh dùng rất đơn giản đấy. Thật sự là nó rất là tuyệt vời em ơi. Vâng. Là khi mà anh biết được cái sản phẩm này cách đây được khoảng tầm nửa năm. Vâng. Nó chăm sóc cái vấn đề về sức khỏe, về xương khớp, rồi về toàn bộ tất cả những cái vấn đề của mình về có sức khỏe, về sức khỏe. Và nó có thêm một cái chức năng nữa, nó gọi là chức năng trẻ hóa tế bào và làm đẹp, nâng cơ, săn chắc da. Chính vì như vậy cho nên là ở cái tuổi ngoài 50 rồi cho nên anh cũng rất là sợ già, rất là sợ đi đâu mà các em nó gọi bằng bác Cường, chú Cường. Chỉ thích các cô gái trẻ đẹp mà gọi bằng anh thôi. Cho nên là anh cũng chịu khó chăm sóc lắm. Anh Thắng biết không, là cái sản phẩm này này, mỗi một khi mà mình làm được khoảng tầm 5-10 phút thôi. Trước kia thì mặc dù anh chăm sóc da rất là nhiều. Vâng. Nhưng mà ở cái tuổi ngoài 50 rồi thì nó vẫn bị chảy xệ này, rồi thì bị nếp nhăn này, rồi những cái khóe cười này. Thế nhưng mà từ cái ngày mà anh chăm sóc cái sản phẩm này ấy, thì ai gặp lại anh cũng nói rằng là ô, 1 năm, 2 năm gặp lại anh mà cảm thấy rằng là anh còn trẻ hơn là ngày trước. Mà nói thực sự là đôi khi cũng cảm thấy tự tin khi mà nhìn vào trong gương là mình thấy rằng ô, ở cái tuổi là 50 mấy rồi thì nói thực sự là mình cảm thấy cũng thích. Vâng. Nhưng mà không phải rằng là mình cứ để nguyên như vậy đâu. Mình không chăm sóc thì bây giờ càng ngày cái là cái thứ nhất về môi trường cũng như là tuổi tác nó sẽ làm cho và cái làn da cũng như là cái sức khỏe nó bị lão hóa. Dạ vâng. Đấy, nhìn bác Cường cũng trên 50 tuổi rồi mà nhìn ra bác như này, trẻ căng như này cơ mà. Thế ngoài cái bí quyết này ra bác có bí quyết nào hay hơn nữa không, chia sẻ cho em được không? Thực ra thì anh biết đến cái sản phẩm để chăm sóc, anh xin lỗi nhá, anh tắt cái máy này đi đã, anh nói chuyện cho nó ấy. Cách đây độ khoảng tầm hơn 20 năm ấy, anh cũng đã tìm đến các cái dòng sản phẩm về chăm sóc sức khỏe chủ động rồi. Nào thì sản phẩm chức năng, về dinh dưỡng, chế độ ăn lành mạnh, cũng như là chăm sóc da, về các cái dòng sản phẩm như là serum hay kem dưỡng. Tuy nhiên thì nó thực sự là nó có cải thiện. Nhưng mà mặc dù là mình dùng các sản phẩm của hãng, những cái hãng nổi tiếng trên thế giới luôn đó. Đấy, nhưng mà nói thực sự là nó có cải thiện nhưng mà nó cũng không phải là cải thiện rõ ràng. Tại vì em hiểu rằng là đó nó chỉ là về cái cải thiện của mình chăm sóc ở bên ngoài thôi. Nhưng tuy nhiên mình cần phải chăm sóc ở bên trong nữa. Và cái sản phẩm này nó sẽ làm cho sửa lỗi tế bào này, sửa lỗi các tế bào này, những cái tế bào bị lỗi, tế bào bị tổn thương này, những cái tế bào rồi thì là nó đào thải độc tố trong cơ thể của mình ra ngoài. Chính vì như vậy cho nên là anh không có tí bụng nào đâu, rất là săn chắc. Bụng này anh còn thon gọn như cả em. Rất là săn chắc. Cái thứ hai nữa là cái làn da của anh cũng cảm thấy nó sáng hơn lên này, rồi cái lỗ chân lông nó cũng khít hơn lên này. Và em biết không, có một cái điều mà anh cảm thấy rất là thích là khi mà dùng cái sản phẩm này mà kết hợp với lại một dòng serum á, thì trước khi mà anh chạy cái sản phẩm này lên trên cơ thể của mình ấy, thì bao giờ thấy là do mặc dù là anh em mình không có dùng đến mỹ phẩm phấn son, nhưng mà môi trường này rồi những cái ảnh hưởng về độc hại từ bên ngoài tác động vào ấy, thì rồi ăn uống sinh hoạt nữa, thì anh cần phải làm sạch da bằng sữa rửa mặt này. Thế xong rồi là anh vào anh có thể là dùng toner, xong rồi là bắt đầu là anh bôi một chút serum này. Cái serum này anh có thể nói chi tiết của em. Đây là một cái dòng serum trẻ hóa tế bào. Trẻ hóa tế bào. Mà nó có rất là nhiều các tác dụng công năng của nó, là nào thì làm se khít lỗ chân lông này, nó làm đều màu da này, nó làm trẻ hóa này, và cái là toàn bộ tất cả những cái tế bào bị tổn thương ấy thì nó sẽ tái tạo lại một làn da mới. Nó sản sinh collagen mà. Chính vì như vậy cho nên là khi mà anh trải nghiệm cái sản phẩm này ấy, thì anh bật nó lên như thế này, xong rồi là anh làm như thế này trong vòng độ khoảng tầm 5 đến 10 phút. Vâng. Em ạ. Sau khi anh làm 5 đến 10 phút xong như thế này rồi thì bắt đầu là anh
dùng đến serum này, anh bôi lên. Thế là chỉ cần là bỏ ra bôi trực tiếp lên là đúng rồi. Nó rất là đơn giản, nó rất là tiện lợi cho ai cũng có thể làm được điều đó. Và cái sản phẩm này nó rất là phù hợp với lại châu Á. Và cái là không phần phải là dành cho nam hay dành cho nữ hay dành cho da dầu hay là dành cho da thường, da khô, mà tất cả các loại da đều có thể dùng được cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này thì xuất xứ là ở đâu anh đây? Em nhìn thấy không? Đây là một cái dòng sản phẩm serum trẻ hóa tế bào và là được của một hãng mỹ phẩm mà của Thái Lan rất là có tiếng của thị trường châu Á. Và khi mà em dùng cái sản phẩm này xong, em chỉ cần bôi lên như thế này là xong. Và em có biết không là trước khi đi ngủ đó thì em có thể em chạy cái này. Sau khi em chạy cái này xong cái thì em chỉ bôi cái này và lên một lớp thật nhỏ thôi, độ khoảng tầm bằng độ khoảng tầm một đỗ thôi. Em xoa đều trên làn da này xong một cái là bắt đầu em đi ngủ không sáng. Sáng ngày hôm sau em dậy ấy, em sờ vào cái da của em ấy, nó căng. Nó rất rất là săn chắc luôn. Mà nói thực sự là mọi người ngạc nhiên là bảo là các anh bảo là chết chơi, sao mà em không thể tưởng tượng được mà sao cái da của anh nó lại lâu lâu nay rồi em không gặp anh thì độ này em thấy thế nào? Em thấy anh trẻ hơn nhiều lắm. Cũng có động viên nhau không đấy? Không đấy, thực tế mà không, nhưng mà nói thực sự là trước Tết là em định qua thăm anh ấy, nhưng mà hôm đấy cũng gặp anh, sau đó là gửi quà anh, sau đó là bây giờ mới gặp lại. Thực sự anh trẻ hơn rất nhiều, không ngờ với cái công dụng chỉ có hai cái sản phẩm đơn giản này. Tết vừa rồi mà đi về thăm gia đình ấy thì mới gặp gỡ toàn bộ các anh em ấy, thì gặp rất là nhiều các anh chị em, thì nói thực sự là mình thấy mọi người thay đổi nhiều quá, bởi vì có lẽ là do môi trường này, rồi thì do cuộc sống nó cũng vất vả. Thế mà thực sự là cuộc sống của anh cũng cực kỳ vất vả, nhưng tuy nhiên thì nó thực sự là anh là người mà chăm sóc rất là chịu khó chăm sóc sức khỏe bản thân. Chính vì như vậy cho nên mọi người rất là ngạc nhiên về cái làn da của anh, với lại cái năng lượng, bởi vì là khi mà mình dùng cái sản phẩm này ấy, thì nó làm cho cơ thể của mình lúc nào cũng cảm thấy nó rất rất là thoải mái, nó không bị mệt mỏi. Cộng thêm với lại khi mà mình dùng cái sản phẩm này vào thì mình thể thấy cái làn da của mình nó cũng săn chắc hơn ấy, cho nên là mình khi mà bất kể mình làm công việc gì mình cảm thấy nó tự tin hơn, yêu đời hơn. Anh Cường thì là một người mà cũng đã hơn 30 năm trong nghề làm đẹp và chăm sóc sức khỏe rồi. Anh thì có người rất là kinh nghiệm và anh đã sử dụng sản phẩm này thì chắc chắn là đây là những cái sản phẩm rất là tuyệt vời và rất là tốt, đúng không cả nhà? Rồi hôm nay thì đến thăm anh Cường thì cũng được chia sẻ và cũng được anh đấy được chia sẻ hai cái sản phẩm này rất là tuyệt vời. Thì em rất là cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe và hạnh phúc và thành công. Ok, ngồi anh lấy nước uống. Ok, cảm ơn anh nhé.